Oppo F7 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trong giấc mơ của anh, mùa thu vẫn như còn xanh, màu long lanh mắt em nhìn anh, màu mong manh lá non vương trên cành. Thu đến trong tình ta và mang theo tiếng ca, hát cho ngày qua, hát cho lòng ta, dịu em khi đôi trái tim giao hòa. Ngày nụ hôn khẽ trao tặng nhau, giây phút bồi hồi những yêu dấu lên ngôi. Ngày vòng tay ôm lấy nhau trong chiều hoàng hôn mơ màng. Mùa thu đó, tình yêu đó nhẹ như gió, vẫn mãi tóc em thứ tha dịu dàng trong nắng thu nhẹ nhàng. Chút bối rối ghé qua đời. Mùa thu đến, tình yêu đến, làm thương mến màu mắt thơ ngày phút say đời chờ đôi tiếng yêu dài khờ. Mùa thu trong giấc mơ ta từng mong chờ. Ngày nụ hôn khẽ trao tặng nhau, giây phút bồi hồi những yêu dấu lên ngôi. Ngày vòng tay ôm lấy nhau trong chiều hoàng hôn mơ màng. Mùa thu đó, tình yêu đó nhẹ như gió, vẫn mãi tóc em cứ tha dịu dàng trong nắng thu nhẹ nhàng. Chúc mừng Triết Phạm đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Vâng ạ, xin được mời huấn luyện viên Lê Minh Sơn. Một sự thanh thản cần thiết trong một đời sống rất bận rộn, mệt mỏi. Ở bạn toát ra một cái điều gì đó thanh tao. Tôi thật sự rất có cảm tình. Chỉ 10 năm nữa thôi thì chắc chắn là cái nhạc nhẹ Việt Nam nó sẽ phát triển ghê lắm. Bởi vì đã có những lớp trẻ phải nói rất tuyệt vời. Họ chính là những cái người sau thế hệ của bọn tôi. Cứ nói gì nói, chúng tôi ngồi đây lên ôm đàn hát chắc chắn là sẽ thật là kinh khủng. Ngồi ở chỗ này để mà nói với bạn ư, thì tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Đó là một cái sự thanh thản, một sự thanh tao cần thiết. Tôi yêu bài hát này. Cảm ơn. Nhạc sĩ Giáng Son, cảm xúc của chị như thế nào? Tôi thì thấy rằng đây là một bài chuẩn phố ballad đấy. Từ màu sắc, từ giai điệu, rồi là lời. Nếu mà nói nó có gì lạ hay sáng tạo thì không. Chị thì chị muốn là
em cần phải hát nhẹ hơn một chút và em phải hát da diết hơn nữa thì người ta thấy nó tình cảm hơn. Em hát cảm giác như là nó chưa chạm miết vào được cái cảm xúc ấy. Tại vì là cái pop ballad này nó phải say đắm, quyến rũ lắm. Thì mình rõ ràng là mình có một cái giai điệu hay rồi, thế nhưng mà cách hát của mình thì nó cứ hơi tỉnh quá, hơi lạnh quá. Tôi có quan điểm khác. Thật ra với một người đàn ông hát như này tôi nghĩ là rất là vừa phải. Nhưng mà thực ra để lý giải về cái việc rằng là cảm giác chưa được mềm lắm thì cũng khá là đơn giản, vì chắc là hầu hết các cái nốt em hát thì em đều hát cái âm thanh nó rất là dày. Ví dụ như câu key của cái bài là ta 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 ta, thì ví dụ em có thể mùa thu đó ta ta ta, đấy thì mọi người sẽ cảm giác là mềm hơn. Nhưng mà nói về cảm xúc, rõ ràng là bài hát này em nghĩ là cũng có cảm xúc anh chị ạ. Tuy nhiên là đúng thật, tổng hợp một bài hát như thế này thì nó khá là tròn trịa, thì chỉ cần một cái cách hát gần gũi hơn một chút, riêng biệt một chút sẽ đi được, chạm được vào nhiều trái tim nghe nhạc. Và xin mời hàng ghế phía trên nhà báo Kim Thanh. Cho chị hỏi em có phải là người sáng tác bài Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời của Eric hát hay không? Dạ đúng ạ. Chị với Diệu Minh và bạn Phát Lê là ba người cùng ý kiến. Nghe cái câu đầu tiên em hát lên là cả ba người đều rất là bất ngờ, tại vì không nghĩ là Triết Phạm có thể hát tốt như vậy. Ở cái góc độ là một cái người biên tập âm nhạc trên sóng radio đó, chị thấy cái bài hát này đi vào tai nghe một cách trực tiếp, gọi là nó đúng trend. Chị nghĩ nếu mà Tuấn Hưng hay là Trung Quân hát bài này một đêm thôi, ngay sáng hôm sau nó hit ngay lập tức. Cái người nghe họ không cần phải cái cấu trúc hay là cái vòng hòa âm á, nó phải đặc sắc như thế nào, đoạn này nó khác đoạn kia ra sao, họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm là cái giai điệu mang đến cho người nghe và cái giọng hát của em nó truyền tải cảm xúc như thế nào. Từ đầu đến giờ đây là ca khúc chị nghe chị dễ chịu nhất. Chúc mừng em. Xin mời Hoàng Tôn. Đây là một cái ca khúc ballad rất là dễ nghe. Chỉ có duy nhất một cái đoạn mà Tôn cảm thấy vẫn chưa hiểu lắm, đó là cái đoạn cuối cùng. Kết thúc bài hát rồi thì chúng ta lại đưa lên một cái mà thường là như vậy, nó sẽ để trong ở giữa bài để mà tạo cao trào hơn cho bài, và xong cuối cùng thì Tôn lại đợi một cái gì đó nữa, nhưng mà cuối cùng thì nó lại hết rồi. Cho nên là không biết là bạn Chiết có muốn nói gì không? Cái đó là một cái đoạn mà giống như Chiết muốn cho nó hoành tráng lên một chút thôi, chứ theo đúng thì bài này phải có một cái đoạn freak nữa thì nó mới giải thích được hết hoàn toàn cái phần điệp khúc. Nhưng mà tại vì cái thời gian có hạn cho nên là chứ cũng không chưa kịp viết cái đoạn đó. Giải thích với lại các anh các chị phóng viên cũng như là các bạn làm nghề nghệ thuật ở dưới, tức là cái chạy sáng tác ấy, các em nó phải viết từ sáng, viết xong thì sau đó thì các em lại phải tập và phải biểu diễn để loại luôn ở cái lúc đấy. Cho nên là nhiều bạn mà viết xong còn chưa kịp thuộc cái lời bài hát và thậm chí còn chưa thuộc được cái giai điệu gì của mình cơ. Theo cái buổi ở chạy sáng tác nó rất là vui, khi mà biểu diễn báo cáo thì có bạn cầm nguyên cả tờ giấy lên hát mà vẫn còn run, tức là đang hát còn ngắt mạch còn không biết là hát cái gì nữa. Đúng rồi, đó là một cái thử thách rất là cam go và các bạn ấy phải vượt qua được. Không phải cái người sáng tác là muốn viết là viết, bởi vì là người đi ra đi vào rồi camera rồi quay rồi bắt đầu anh ơi em ơi cho anh một phút để phỏng vấn, nhưng mà các bạn ấy vẫn viết và vẫn hoàn thành được. Đó là cái tôi đánh giá rất cao các bạn nào mà vượt qua được cái vòng này. Triết Phạm là người tôi phân vân giữa cái việc là đi tiếp hay là dừng lại, bởi vì bài hát của bạn ấy không mới. Tôi muốn để một lần nữa Triết có cơ hội để trình diễn cho các bạn, để chúng ta thấy được khó khăn của cái người làm nghệ thuật giữa cái việc là thỏa hiệp với công chúng dễ nghe hay là đưa cái tôi sáng tạo và nghệ thuật của mình ra, cân nhắc như thế nào là vừa. Theo tôi, nếu như bài hát này vẫn giữ được cái tính công chúng nhưng mà có thêm về cá tính riêng của bài hát thì nó còn tuyệt vời hơn nữa. Tuy nhiên đây cũng vẫn là một bài hát rất là hay. Vâng ạ, và chúng tôi tin rằng số điểm đánh giá từ hội đồng bình chọn sẽ là số điểm của cảm xúc sau khi lắng nghe xong ca khúc vừa rồi. Chúng tôi xin mời hàng đầu tiên ạ. Xin mời ạ. Và chúng ta nhìn thấy cái sự đồng cảm đó từ phía hội đồng bình chọn với 10 trên 11 điểm dành cho Triết Phạm. Ở hàng số 2 thì số điểm sẽ như thế nào? Xin mời. Vâng ạ, 9 trên 10 điểm, xin chúc mừng. Và như vậy thì tổng cộng chúng ta có 19 trên 21 điểm của hội đồng bình chọn dành cho ca khúc của Triết Phạm. Điều đó cho thấy là quyết định của nhạc sĩ Đức Chí khi mang ca khúc này đến với vòng tranh đấu là hoàn toàn chính xác. Một lần nữa xin chúc mừng bạn.